Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người về một chiếc rổ quay rau thêm cả những cái chức năng như kiểu là bào sợi, thái lát hoặc là tạo vòng xoắn. Có một chiếc rổ quay rau này trong căn bếp của chúng ta thì sẽ rất là tiện. Đây ạ, em sẽ mở cho mọi người xem về những cái dụng cụ đi kèm. Thế này là để tạo vòng xoắn ốc này, để bào sợi cà rốt rau củ này, để thái lát rau củ này, thái lát cà chua hoặc là cà dưa leo đấy ạ. Một chiếc rổ quay rau quay rất là kiệt nước, khi chúng ta làm salad thì rất là bảo đảm. Đây, ví dụ thay những cái lưỡi dao vào thì sẽ có những chức năng khác. Cái này là thái lát thì không bao giờ sợ là sẽ bị lưỡi dao chạm vào tay đâu ạ, vì nó sẽ có một cái dụng cụ để chúng ta giữ rau quả khi mà chúng ta bào sợi ạ. Joseph là một cái thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các đồ dụng cụ nhà bếp. Này, những cái chất liệu này đều là an toàn cho sức khỏe và rất là bền. Ví dụ như là những cái lưỡi dao đều bằng thép không rỉ đấy ạ.